Ok, xin chào tất cả anh em, lại là mình Admin Hoàng Sơn của kênh Máy Anh Cung Nội đây. Ngày nay mình lại trở lại với các anh em trong một cái video gọi là mình giới thiệu cho anh em cái dòng máy ảnh, những cái dòng sản phẩm mà có thể sẽ có chưa nhiều người biết đến. Để ví dụ những anh em nào mà đang có nhu cầu, đang có gọi là trong thời điểm này mình đang mong muốn mình sắm một dòng máy ảnh phục vụ được tốt cái nhu cầu, thì mình có thể mình tham khảo cái video này để giúp cho anh em có được những cái sắm được cái thiết bị nó đúng với nhu cầu của sử dụng của chúng mình. Thế thì ngày hôm nay mình lại có mặt ở ngoài trời, thì thời tiết khá là nóng nên là cái áo mình nó ra mồ hôi khá là nhiều, nên anh em nếu như mà xem cảm thấy mình ra hơi nhiều mồ hôi thì cũng xin được thông cảm cho mình nha. Trời nóng tận phải 35 36 độ cơ, rất là nóng. Trong một cái thời điểm này khi mà rất nhiều anh em mà đang trong đợt gọi là mình đang cần thứ nhất là mình tái khởi động lại những cái dự án chụp ảnh, những dự án làm nghề làm dịch vụ của mình, và trong đợt này mình đang cần tìm những cái dòng máy mà có thể hỗ trợ tốt cho việc thứ nhất là chụp ảnh phải đẹp này, thứ hai là nó phải có cái độ bền bỉ, nó phải có cái độ rắn chắc, độ tin tưởng nó thật là tốt này. Thế nhưng mà trong cái tầm kinh phí có thể là mình chưa thực sự mình có nhiều kinh phí để mình sắm được những dòng máy nó gọi là siêu chuyên nghiệp ấy. Ví dụ như là anh em có thể trong thời điểm này mình đang quan tâm đến những dòng máy như là những cái dòng Canon 5D Mark 3, Mark 4 hay những dòng Canon 6D2, thậm chí những dòng máy mirrorless. Thế nhưng mà những dòng máy hiện tại cái tầm kinh phí nó khá là cao, loanh quanh để mình có thể sắm được một cái bộ máy gọi là hoàn chỉnh ấy, thì mình vẫn phải có kinh phí loanh quanh phải từ 30 triệu đổ lên cơ. Nó khá là mắc so với những người mà mình chưa có nhiều kinh phí. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các anh em một cái dòng máy khá đặc biệt, có thể là sẽ chưa nhiều người biết đến. Đây là chiếc Canon 1DS Mark 3, một cái dòng máy mà có thể nói là nó đã ra đời khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì những cái giá trị, những cái điều đặc biệt nó làm nên chiếc máy này, cái dòng máy siêu chuyên nghiệp này, mình nghĩ là tại thời điểm năm 2022 nó vẫn là một trong số những cái dòng máy mà mình nghĩ là có giá thành rất là phải chăng, nhưng mà vẫn sẽ cho anh em được một cái chất lượng ảnh rất là tốt, kèm với đó là một cái độ bền bỉ cực kỳ đáng ấn tượng luôn. Thì chiếc máy này có gì đặc biệt thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tìm ở trong video này nha. Thì điều đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên có thể anh em sẽ có thể nhìn thấy ngay, đó là đây là một cái con dòng máy nó khá là to, một cái dòng máy nó có một cái thiết kế, nó gọi là thiết kế bánh trưng ấy, kiểu vuông vuông này. Có thể sẽ có nhiều anh em khi mà đã theo dõi cái kênh Máy Anh Cung Nội chúng mình rồi ấy, thì thời điểm trước có thể anh em đã xem qua một cái video mà mình giới thiệu về chiếc Canon 1DX Mark 1, một cái dòng máy mà có thể nói là thuộc về phân khúc siêu chuyên nghiệp này, một dòng máy flagship mà đã gọi là có mặt trên thị trường khá là lâu và cùng với đó là có cái chất lượng cực tuyệt vời. Thì cái dòng 1DX Mark 1 đấy thì có một cái phiên bản trước đấy của nó, có thể gọi là một người anh em gọi là tiền nhiệm ấy, nó là chính là chiếc 1DS Mark 3 này. Thì nếu như anh em nào mà có thể gọi là mình tìm hiểu một chút về cái line up các dòng máy ảnh của Canon thì sẽ nhận thấy là trước cái thời điểm năm 2012 thì Canon họ có hai dòng máy gọi là hai dòng máy flagship song song với nhau, đó là dòng Canon 1D và dòng Canon 1DS. Thì hai dòng này thì nó sẽ phục vụ cho hai mục đích sử dụng khác nhau. Dòng 1D thì nó sẽ phục vụ cho những cái nhu cầu là những người mà cần khả năng lấy nét nhanh này, cần chụp nhanh, chụp liên tiếp để phục vụ cho cái nhu cầu gọi là mình chụp những cái thể loại gọi là chụp động vật hoang dã, mình chụp thể thao các thứ, mình cần khả năng lấy nét nhanh. Song song với dòng máy đấy thì có cái dòng 1DS. Cái dòng máy này thì nó sẽ cho anh em được một cái khả năng là mình chụp ảnh ở cái chất lượng ảnh full frame này, và một cái cho một cái màu ảnh, cái dynamic này nó rất là tốt để có khi trong cái nhu cầu mà mình gọi là mình chụp ảnh nghệ thuật ấy, mình chụp ảnh chân dung các thứ, và mình cần một cái chất lượng ảnh thực sự chuyên nghiệp, có một cái chất lượng thực sự cao, thì mình sẽ trong thời điểm đấy mình sẽ sắm cái dòng 1DS này. Thì sau năm 2012 thì Canon họ nhận thấy là cái việc phân chia cái lắp máy của họ nó có cái phần gọi là hơi lằng nhằng, nên là họ quyết định là họ nhập hai cái dòng đấy lại để thành một cái dòng là dòng 1DX. Thì cái dòng máy này thì thứ nhất là nó vừa có một cái hiệu năng lấy rất là xịn sò này, rất hiện đại này, có khả năng chụp liên tiếp cực kỳ bá đạo luôn này, và đặc biệt là nó vẫn mang cho mình cái cảm biến full frame cho cái chất lượng ảnh nó cực kỳ ấn tượng luôn. Nó gộp hai dòng đấy lại thì anh em có thể hiểu rằng là cái dòng 1DX nó làm cái dòng máy có thể là giao thoa giữa cái chất lượng ảnh và cái tốc độ xử lý lấy nét, nó thành một cái dòng máy flagship cực kỳ hiện đại đến từ Canon. Thế người tiền nhiệm của chiếc 1DX chính là chiếc máy này, 1DS Mark 3. Chiếc máy này thì nó mang trong mình một cái cảm biến gọi là cảm biến full frame, mang độ phân giải là 21 megapixel. Thì có thể khi mà mình xem qua cái thông số là độ phân giải 21 megapixel đấy thì mình sẽ cảm thấy là có thể chiếc máy này nó sẽ cho một cái chất lượng ảnh mình có thể nghĩ là về độ phân giải, cái độ sắc nét nó không được sự ấn tượng cho lắm. Nhưng mà mình xin thưa với anh em là đây là hoàn toàn sai luôn. Chiếc 1DS Mark 3 này có thể gọi là mặc dù là một chiếc máy cái độ phân giải nó không được sự ấn tượng, thế nhưng mà bên cạnh đó, chiếc máy này nó mang một cái bộ vi xử lý có thể nói là nó chỉ có độc nhất trên các dòng máy một số kiểu bánh trưng như này thôi, nên nó sẽ cho anh em cái chất lượng ảnh, tuy mà đọc trên thông số trên giấy tờ thì cảm giác có thể là độ phân giải không được cao. Thế nhưng khi mà mình cảm giác, khi mà mình trải nghiệm qua cái màu ảnh của con máy này, mình cảm thấy là nó không hề, cái độ phân giải không hề kém tí nào luôn.
trái lại là cực kỳ sắc nét luôn. Và đặc biệt là cái Dynamic Range, cái thể hiện màu của cái con máy này nó cũng rất là ấn tượng luôn. Một con máy mà có thể nói là nó đã có mặt trên thị trường đã hơn 20 năm nay rồi mà nó vẫn cho được cái màu ảnh mà mình thấy nó không kém cạnh quá nhiều so với dòng máy đời mới hơn. Một điều cực kỳ ấn tượng luôn. Nên là mình thấy rằng là với anh em nào mà trong đợt này mình đang gọi là cần tìm một chiếc máy để gọi là chụp chân dung này, mình cần chụp gọi là ảnh ảnh mẫu này để mình gọi là mình làm nghề này, mà cái chiếc ảnh con 1DS Mark III nó đem lại hoàn toàn thể đáp ứng được cái nhu cầu chuyên nghiệp của các anh em. Một cái điểm thứ hai mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng ở trước 1DS Mark III này đó là cái thiết kế của nó. Anh em có thể thấy ở đây, đây cũng là một trong những cái con máy mà nó sẽ khá là giống cái với con 1X lần trước mà mình đã giới thiệu với anh em, một cái con máy gọi là dòng bánh trưng ấy, dòng siêu chuyên nghiệp flagship của Canon. Nên nó sẽ có một cái bán cầm dọc nó được tích hợp sẵn ở đây. Cái bán cầm dọc này thì nó sẽ có cho anh em được hai mục đích, hai cái lợi ích rất là hay. Đầu tiên khi mà mình gọi là trong cái môi trường mình gọi là mình chụp chuyên nghiệp, mình chụp cái độ cao ấy, thì việc mình chuyển góc này ví dụ như ở cái dòng máy đời thấp hơn chẳng hạn, những dòng máy kiểu nó không phải là dòng có cái bán cầm dọc kiểu như này ấy, thì anh em khi mà mình cầm cái góc ảnh dọc kiểu như này sẽ cảm giác mình cầm tay sẽ có phần hơi khó, hơi bị mỏi. Mình hơi gọi là mình cầm này mình phải cầm kiểu cái dáng tay này sẽ cầm máy nó không được vững cho lắm. Thì khi mà với một chiếc 1DS Mark III mà nó có cái grip dọc kiểu như này ấy, thì khi mà mình cầm cái máy mà mình muốn chụp ở cái khổ dọc kiểu như này, cái thao tác cầm của mình nó sẽ được chắc chắn rất là nhiều. Mình cầm như này mình sẽ không bị cảm giác nó bị tay không bị khum, nên là cái việc của mình cầm như này, cầm máy nó chắc chắn hơn này, cầm cảm giác là thoải mái hơn và nó ít bị mỏi hơn. Nên là khi mà anh em nào mà ví dụ mình khi mà mình chụp trong những cái cường độ nó cao ấy, cường độ chuyên nghiệp ấy, mình thậm chí phải chụp liên tục có thể là vài tiếng đồng hồ, thì việc mà có một cái máy nó có cái vertical grip, có cái grip dọc kiểu này, nó sẽ cho anh em một cái cảm giác nó sử dụng nó đỡ cấn mỏi, nó đỡ vất vả hơn rất là nhiều, cực kỳ thoải mái luôn. Và một cái lợi ích thứ hai của cái vertical grip, cái grip dọc này ấy, thì trong chiếc máy này nó được trang bị một cái cục pin nó rất là to. Đây là cục pin của con 1DS Mark III, anh em có thể thấy đây, cục pin nó to như này. Thì khi mà nó có một cái vertical grip nó kiểu như này, nó sẽ có được nhiều cái diện tích bên trong để nó chứa được một cái cục pin nó có thời lượng nó lớn hơn rất là nhiều. Thì với một cái cục pin nó to như này, khi mà mình dùng trên chiếc 1DS Mark III này, anh em có thể yên tâm mình có thể sử dụng khoảng tầm gọi là mình chụp được khoảng từ 1500 đến 2000 shot liên tục. Tức là mình chụp có thể mình yên tâm mình chụp cả ngày mà không phải thay pin luôn. Thì một điều cực kỳ bá đạo luôn. Với những ai mà ví dụ mà mình chụp trong những cái job mà kiểu nó cực kỳ có cường độ cực kỳ cao này, mình có thể phải di chuyển nhiều nơi, nhiều thời điểm, nhiều địa điểm khác nhau mà mình không tiện trong cái việc gọi là mình phải gọi là thay pin thay ra thay vào ấy, thì việc có một cái dòng máy mà nó có một cái thời lượng pin nó bá đạo như này, mình có thể dùng liên tục được, nó cực kỳ tiện lợi luôn. Và một cái điểm thứ ba, một điểm cực kỳ ấn tượng ở trước con 1DS Mark III này thì lại một lần nữa đó là cái chất lượng thiết kế của nó. Một cái con máy dòng flagship của Canon, nó mang trong mình cái lớp vỏ full hợp kim magie cực kỳ chắc chắn luôn. Mà khi anh em khi mà cầm vào mình sẽ cảm giác đây là một con máy nó cực kỳ cứng cáp luôn. Nó phải cứng gọi là nó so sánh có thể là sẽ ngang bằng với con 1DX mà mình đã từng giới thiệu. Anh em có thể thấy đây là một con máy nó đã ra đời vào một thời gian là rất là lâu rồi. Có thể gọi là nó ra mắt từ năm 2007-2008 cơ. Và đến thời điểm hiện tại cầm trên máy, con máy này nó cái tình trạng nó vẫn rất là mới luôn. Nên anh em có thể hiểu được là cái chất lượng gia công, chất lượng thiết kế của cái dòng 1DS Mark III này nó bá đạo, nó chất lượng nó cao như nào, nó chuẩn chỉ như nào. Cái độ hoàn thiện của nó cực kỳ cao cấp và nó cho một cái giá trị sử dụng nó cực kỳ lâu dài luôn. Thế nên khi mà mình dùng dòng này thì mình có thể yên tâm luôn là khi mà mình dùng cái dòng này, mình có thể dùng qua tất cả mọi thể loại gọi là điều kiện thời tiết, tất cả mọi thể loại điều kiện khắc nghiệt luôn, mà chiếc máy gần như là sẽ không có dấu hiệu gọi là bị hao mòn theo thời gian, một điều cực kỳ ấn tượng luôn. Thì đấy là một số những cái điểm mà mình rất thích ở chiếc 1DS Mark III, về cái chất lượng hình ảnh này, về cái bán cầm dọc nó cho một cái trải nghiệm công thao của nó rất là tuyệt vời này, cùng với đó cái thời lượng pin nó rất là trâu bò này, và một cái độ bền bỉ nó cực kỳ rắn chắc, cực kỳ trâu chó luôn. Nên là với việc mà anh em nào mà đang cần tìm một cái dòng máy mà nó có một cái hiệu năng cao này, một cái chất lượng ảnh đẹp và đặc biệt là có một cái độ bền bỉ, độ rắn chắc nó có thể gọi là giúp cho mình dùng được trong những cái điều kiện khắc nghiệt ấy, thì mình hoàn toàn có thể mình tham khảo trước 1DS Mark III này. Thì cái dòng 1DS Mark III này hiện tại nó có giá thành rất là phải chăng thôi. Ví dụ một cái combo 1DS Mark III mà kèm với một cái ống kính dòng viền đỏ như là trước 24-105L này ở đây, làm cái combo anh hoàn toàn thể vác đi để mình chụp vào những cái điều kiện chụp ảnh chuyên nghiệp rồi. Thậm chí gọi là mình có thể mình thay cái ống kính này, mình thay vào dòng ống kính như kiểu những chiếc 85-1.8 này, những chiếc ống 50-1.4 này, thì mình vẫn có thể là hoàn toàn thể mình đem vào môi trường chuyên nghiệp để mình có thể bắt đầu làm nghề được rồi. Mà một cái combo mà giá thành rất là phải chăng, ví dụ như là một cái combo ở đây trên tay mình đây, nó sẽ có giá là chưa đến 20 triệu cơ. Với cái tầm kinh phí đấy, anh em có thậm chí có thể là mình còn chưa có thể sắm được cái dòng máy full frame đời khác, mà mình hoàn toàn thể sắm được một cái combo hoàn chỉnh, một chiếc máy full frame dòng flagship kèm với ống kính viền đỏ chất lượng cao như này rồi. Một
một cái điều mà rất là tuyệt vời với những anh em nào mà thời điểm này mình đang cần sắm một chiếc máy gọi là để mình làm nghề ấy, để mà mình chưa có nhiều kinh phí mà còn phải có chất lượng ảnh full frame ấy, thì mình hoàn toàn có thể chọn trước một DM Mark 3 này. Một chiếc máy thì nó gọi là nó mặc dù ra rất là lâu nhưng mà vẫn cho anh em được những cái giá trị cực kỳ tuyệt vời. Thế nhưng thì bên cạnh cái điểm cực kỳ tuyệt vời đấy, một chiếc máy có cái màu ảnh đẹp này, có cái chất lượng build vỏ rắn chắc này, thì cũng sẽ có những điểm mà anh cần phải lưu ý mà mình thấy là chiếc máy này có thể nó sẽ chưa thực sự tuyệt cho lắm. Đầu tiên là cái hệ thống lưới nét của chiếc máy này. Một chiếc máy nó ra đời từ năm 2007 nên là anh em có thể thấy rằng cái hệ thống lưới nét của máy này nó cũng khá là già nua rồi. Nó thậm chí là mình cảm thấy là nó sẽ thua kém khá là nhiều so với những dòng máy entry level tại thời điểm ra mắt là khoảng năm 2012-2013 đủ là đây cơ. Nên là với việc mà mình gọi là mình quan tâm cái combo này để mình gọi là chụp trong những cái thể loại ảnh như kiểu mình cần chụp thể thao này, mình cần chụp bắt nét nhanh, chụp chuyển động nhanh này, thì mình thấy là chiếc máy này có thể nói là cái hệ thống lưới nét nó hơi đuối. Mình cần phải cân nhắc cái việc gọi là mình chụp, mình chọn cái mục tiêu gì. Ví dụ như anh em nào mà mình gọi là chụp những thể loại như chụp mẫu này, chụp chân dung này, hay là chụp những cái tĩnh vật nó không phải di chuyển quá nhiều ấy, thì cái hệ thống lưới nét của con máy này hoàn toàn kham được. Còn khả năng mà mình chụp thể thao, mình chụp kiểu như là chụp báo chí, chụp phóng sự ấy, mà mình cần bắt nét nhanh ấy, thì mình nghĩ là chiếc máy này sẽ hơi đuối và anh em sẽ cần phải tìm hiểu một số những cái thủ thuật, một số cái tip trick để mình có thể mình sử dụng cái con máy này nó được hiệu quả hơn. Và một cái điểm thứ hai nữa mình cũng thực sự không thích chở chiếc máy này, đó là cái việc một con máy mà nó cũng ra đời khá là lâu rồi nên là cái giao diện của con máy này nó cũng có thể nói là nó cũng hơi bị lỗi thời. Nó sẽ không có menu quy, nó sẽ không có những cái giao diện kiểu gọi là graphic xịn sò giống những cái dòng máy đời mới. Nên với những anh em nào mà ví dụ mình thực sự gọi là mình tự tin vào cái kinh nghiệm sử dụng máy của mình và mình tin tưởng vào khả năng thao tác sử dụng máy trong chuyên nghiệp của anh em ấy, thì ok mình có thể mình lựa chọn dòng này. Còn với những ai mà ví dụ mình kinh nghiệm còn non hoặc là mình gọi là chưa thực sự mình tiếp xúc nhiều cái dòng máy gọi là phân khúc chuyên nghiệp ấy, và đặc biệt là những dòng máy đời cũ như kiểu trước một DM Mark 3 này, thì anh em cần phải lưu ý việc là mình mà chọn dòng máy này thì mình nên là thứ nhất là mình phải tìm những cái tài liệu hướng dẫn sử dụng nó một cách nó chuẩn chỉ này, hoặc là với những anh em nào mà ví dụ mình chưa có nhiều gọi là kỹ năng tìm kiếm ấy, thì mình khuyên anh em là nên hãy gọi là có một người hướng dẫn để gọi là giúp anh em có thể mình học được những cái tổ hợp phím nút trên chiếc máy này. Với chiếc máy này thì mình nói thật với anh em, cái giao diện của máy này cực kỳ khó dùng luôn. Nó phải giao diện gọi là giao diện 2 chạm 3 chạm, nó rất là khó để là những người nào mà chưa có nhiều kinh nghiệm có thể làm quen. Nên là để nói huống chi là mình cần dùng chiếc máy này một cách hiệu quả để mình dùng trong những cái môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thì đấy là một số những cái thông tin, một số những cái cảm nhận của mình về chiếc một DM Mark 3. Một chiếc máy mà mình nghĩ là với những anh em nào mà hiện tại đang cần tìm một chiếc máy hỗ trợ việc làm nghề tốt, một chiếc máy phải thật là bền bỉ, hiệu năng phải trâu bò, phải thật là xịn sò, nhưng đặc biệt là nó phải có một cái giá thành phải chăng, thì hoàn toàn có thể sắm một cái combo một DM Mark 3 kèm ống lời kiểu như chiếc 2-1-5 này. Một cái combo nó có thể nói là rất là đa dụng và giúp cho anh em chụp được những cái shot hình chuyên nghiệp với cái chất lượng rất là đáng nể luôn. Ok, thì nếu như anh em nào mà cảm thấy cái dòng máy này nó phù hợp với nhu cầu anh em và muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy để lại bình luận cho phần comment hoặc là truy cập vào đường link cho phần mô tả để đến với fanpage của máy anh quân đội để chúng mình sẽ có những cái ưu đãi, những cái báo giá cho các anh em. Ok, thì nếu anh em nào cảm thấy những video hữu ích đừng quên để lại một like, kèm một đăng ký để đón xem những video tiếp theo của chúng mình. Ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại trong video sau nha. Mình là Hoàng Sơn.